sáng ngày 15 tháng 1, tại phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội, đã ra mắt mô hình trạm y tế trực tuyến đầu tiên tại thủ đô. Địa chỉ chính thức của fanpage Facebook Trạm Y tế Online, phường Trúc Bạch, đường dây nóng 039 885 6892. Mô hình trạm y tế trực tuyến áp dụng mạng xã hội Facebook để truyền tải nhanh nhất thông tin y tế đến người dân, đồng thời fanpage này cũng được kết nối các tài khoản mạng xã hội Zalo từ ủy ban nhân dân phường đến các tổ dân phố trong công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Văn Huy, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Trúc Bạch cho biết, thành viên của trạm gồm cán bộ phường, trạm y tế phường trên địa bàn, các y bác sĩ tình nguyện, trạm y tế online cung cấp các bài luyện tập thể chất, tinh thần, các hướng dẫn chăm sóc người bệnh cũng như hướng dẫn công tác phòng chống dịch Covid-19. Người dân và các trường hợp F0, F1 đều có bất cứ thắc mắc nào hoặc là cần sự hỗ trợ về thông tin, thuốc chữa bệnh, nhu yếu phẩm, các nhu cầu khác trong cuộc sống, chỉ cần thông tin đến trạm y tế online và sẽ được hỗ trợ ngay. Theo bác sĩ Chu Thị Hợp, thành viên của trạm y tế trực tuyến phường Trúc Bạch, Mô hình này sẽ chia sẻ áp lực với trạm y tế phường trong tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng và diễn biến phức tạp, đảm bảo F0, F1 được chăm sóc chu đáo, kịp thời 24 trên 7, rút ngắn khoảng cách về không gian thời gian giữa người dân, bệnh nhân mắc COVID-19 với cán bộ y tế, cán bộ ủy ban nhân dân phường. Vào ngày 14 tháng 1, lần đầu tiên kể từ khi đại dịch xuất hiện, Hà Nội ghi nhận số ca mắc mới trong ngày vượt qua mốc 3.000 trường hợp. Theo đánh giá cấp độ dịch mới nhất, 30 quận huyện của Hà Nội đều thuộc địa bàn nguy cơ cấp 2 và 3, nguy cơ trung bình và cao. Có 16.378 ca mắc COVID-19 tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn dẫn đầu với 2.810 ca, trong ngày, số trường hợp tử vong giảm mạnh so với trước đó, có 139 ca. Thông tin các ca mắc COVID-19 mới Tính từ 16 giờ ngày 14 tháng 1 đến 16 giờ ngày 15 tháng 1, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.378 ca nhiễm mới, trong đó 73 ca nhập cảnh và 16.305 ca ghi nhận trong nước, tăng 279 ca so với ngày trước đó. Tại 60 tỉnh, thành phố, có 12.695 ca trong cộng đồng.

Kiên Giang 130, Phú Thọ 124, Bình Thuận 116, Bình Dương 106, Tuyên Quang 104, Bà Rịa Vũng Tàu 95, Hậu Giang 94, Cần Thơ 93, Gia Lai 92, Đắk Nông 92, Lào Cai 87, An Giang 77, Long An 71, Quảng Bình 71, Hà Tĩnh 64, Lai Châu 62, Yên Bái 58, Sóc Trăng 58, Quảng Trị 56, Đồng Nai 55, Điện Biên 52, Hà Nam 51, Tiền Giang 50, Sơn La 47, Ninh Thuận 40, Cao Bằng 23, Bắc Cạn 11. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội giảm 219, Bình Định giảm 130, Bà Điện Vũng Tàu giảm 90. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh 363, Hải Phòng 307, Đà Nẵng 109 trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.950 ca trên một ngày. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 50 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Tại Hà Nội 1, Quảng Nam 27, Thành phố Hồ Chí Minh 12, Hải Dương 1, Hải Phòng 1, Thanh Hóa 2, Đà Nẵng 3, Khánh Hòa 2, Long An 1. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2 triệu 07.862 ca nhiễm, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 20.347 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.001.625 ca, trong đó có 1.715.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 510.968, Bình Dương 292.023, Đồng Nai 99.216, Tây Ninh 85.245, Hà Nội 84.970. Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 51.744 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 1 717 964 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 5.750 ca, trong đó, số bệnh nhân tử vong từ 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1 đến 17 giờ 30 phút ngày 15 tháng 1 ghi nhận 139 ca tử vong tại tại thành phố Hồ Chí Minh 16, trong đó có 5 ca từ các tỉnh chuyển đến, Gia Lai 1, Long An 2, Đồng Nai 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1 tới các tỉnh thành phố khác. Hà Nội 18, Bà Rịa Vũng Tàu 12, Cần Thơ 12, Tiền Giang 10, Kiên Giang 10, Sóc Trăng 8, Vĩnh Long 8, Tây Ninh 6, An Giang 6, Bến Tre 6, Long An 4, Cà Mau 4, Trà Vinh 3, Khánh Hòa 3, Bình Dương 2, Hậu Giang 2, Bạc Liêu 2, Bình Định 1, Đồng Nai 1, Bắc Giang 1, Đắk Lắk 1, Đắk Nông 1, Bình Phước 1, Bình Thuận 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 195 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 35.480 ca, chiếm tỷ lệ 1,8% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26 trên 224 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 26 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á xếp thứ 5 ASEAN. Thank <music> you.